Cuối tuần trời mưa giông gió quá trời, mình không có đi chợ được. Lục trong tủ thấy còn gì thì mình sẽ đem ra làm. Mấy bữa lướt thiết thót thấy mọi người làm món mì trộn hot rần rần, nên hôm nay mình sẽ làm thử món mì trộn đó nha. Mì trộn đúng nghĩa là có gì trộn đó nha mọi người. Mình sẽ xào phần topping này để ăn cùng với mì trộn nè. Mà lâu lâu ăn mấy món đơn giản như vậy mà lại ngon á mọi người. Phần topping ăn kèm với mì thì mình chỉ có xúc xích xào với cà chua, củ hành tây, hành ba rô. Mình xào cho củ hành tây và hành ba rô vừa chín tới là được nha mọi người. Nếu nhà bạn nào có tôm thịt thì bỏ vào sẽ ngon hơn nha. Mình cũng không biết tại sao món mì trộn đơn giản như vậy mà lại hot quá trời luôn á mọi người. Mình nghĩ đây là một món đơn giản, rất dễ làm và phù hợp với các bạn học sinh, sinh viên. Nói chứ ai cũng có thể ăn được món này mà. Muốn mì trộn ngon thì mình sẽ dùng hảo hảo tôm chua cay nha. Cho vắt mì vào một cái tô và mình sẽ trụn nước sôi cho mì nở mềm nha. Đừng để cho mì nở mềm quá nha mọi người, như vậy thì ăn sẽ không còn dai và ngon nữa. Mình cho gói bột nêm và gói dầu hảo hảo vào một cái chén, cho thêm chanh, đường và tương ớt. Liều lượng thì mọi người cứ tùy chỉnh theo sở thích của mình nha. Mình nghĩ là mọi người nên dùng tắc sẽ ngon hơn chanh á. Khuấy đều cho hòa tan. Bây giờ thì mình sẽ vớt mì ra và bắt đầu trộn thôi. Vớt mì ra một cái rổ và để ráo nước. Bây giờ mình sẽ chiên thêm hai cái trứng ốp la để ăn cùng nha. Vậy là khâu chuẩn bị đã xong rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành trộn thôi. Gọi là mì trộn vì mình sẽ bỏ hết tất cả nguyên liệu vào một cái tô hoặc là cái dĩa, sau đó mình sẽ trộn với nhau. Ăn món này mình nhớ hồi còn đi học mình hay ăn á mọi người. Mà hồi đó chỉ có mì trộn với chả cá và bắp cải thôi. Nhưng mà không hiểu sao ăn rất là ngon. Nhớ thời đó một tô mì trộn chỉ có khoảng 3 hay 5 ngàn gì thôi hả. Dần dần lên cấp 3 thì nó lên được 10 ngàn. Bây giờ thì không biết bao nhiêu nữa. Mà mọi người đoán xem cái dĩa mì trộn này của Ni là khoảng bao nhiêu tiền. Giờ thì mình biết sao món mì trộn lại hot quá trời luôn rồi đó. Phải công nhận là rất là ngon luôn á mọi người.